Đại lục linh võ tập 10, diệt tam trưởng lão thuyết minh tại kênh youtube gì các phim. Chúc các bạn xem video vui vẻ, phế vật, người dám, một đạo tiếng kêu truyền ra, rõ ràng là thần nguyệt, cường đại lực lượng đánh tới, lại bị một lực lượng băng hàn ngăn trở. Thần nguyệt, nơi này còn chưa tới phiên ngươi nhúng vào, tay ngọc tuyết lạc hề vung lên, hàn khí kinh nhiên phóng thích, đem chiêu của thần nguyệt cản lại. Tiểu tiện nhân, ngươi tự tìm cái chết, thần nguyệt cùng tuyết lạc hề tức khắc quấn lại với nhau, hàn băng trưởng cùng lạc nhật trường, võ kỹ của lạc hà môn song song va chạm chết đi lúc này thần thiên lần nữa đi tới bên cạnh thần võ kiếm khí quay cuồng muốn đoạt tính mạng hắn ta nghiệt xúc ngươi dám lại là một đạo âm thanh âm lãnh từ sau lưng truyền đến thần thiên không hề nghĩ ngợi bất ra một kiếm một đạo lực lượng mãnh liệt truyền đến thân thể thần thiên mất đi khống chế bay ra ngoài phun ra một ngụm máu tươi tam trưởng lão ngươi thật đúng là không biết xấu hổ thần phàm giận dữ không nghĩ đến tam trưởng lão vậy mà dám động thủ với thần thiên phong hành thiên hạ thần phàm giận dữ gió cắt bay loạn cần tiếp xúc thôi cũng đủ để xé rách ra thịt Tam trưởng lão biến sắc, lập tức liền cảm thấy một cỗ sát khí đáng sợ vây quanh, không tốt, Tam trưởng lão thầm nói không ổn, nhưng tốc độ thần phàm quá nhanh, trong tay mang theo sức mạnh của gió xuyên qua trái tim đối phương, muốn mạng con ta, giết không tha, giọng nói thần phàm băng lãnh vô cùng, như là một tên sát thần khiến cho người khác không dám tới gần, ánh mắt mọi người đều có rút, Tam trưởng lão vậy mà chết rồi, ánh mắt mọi người nhìn về phía thần phàm tràn đầy e ngại, quả nhiên, chỉ có thực lực cường đại mới có thể uy hiếp tất cả mọi người cho dù là thần bá thiên cũng không còn dám động đậy nữa người muốn làm cái gì lúc này bên trên diễn võ trường thần thiên kéo lấy thân thể bị thương của mình đi về phía thần võ trong mắt thần võ lóe qua một tia hoảng sợ thần thiên dùng một kiếm đâm thủng trái tim thần võ tên khốn kia chừng lớn hai mắt đây là chết không nhắm mắt hiển nhiên không ngờ tới thần thiên dám thật sự hạ sát thủ phế vật mà còn không bằng thần thiên nhìn thi thể hắn khinh thường mà thốt ra một câu nghiệt xúc người dám giết đại ca trong cùng một tộc với người nhìn thấy thần võ ngã xuống thần bá thiên như muốn bùng nổ mà đại trưởng lão đang ở trên đài cao cũng tức giận sát khí đáng sợ phóng về phía thần thiên đại trưởng lão người muốn làm gì thần phàm lạnh lùng chất vấn thần phàm ngươi đủ rồi ngươi cho rằng ngươi là tộc trưởng thì có thể tùy ý làm bệnh hay sao dung túng cho con trai của mình giết hại huynh đệ trong tộc hôm nay nếu ngươi không cho ta một công đạo ta nhất định phải phế đi chức vị tộc trưởng của ngươi giết hai cha con các ngươi đại trưởng lão vỗ lưng lời nói tràn đầy bá đạo ha ha ha, ha cái chức vị tộc trưởng này ta không làm cũng được nhưng muốn mạng hai cha con ta ta xem xem kẻ nào dám động thủ thần phàm điên cuồng cười lớn mà khí tản ra ngập trời lực lượng cuồng bạo thể hiện rõ sự bá đạo thần phàm ngươi chính là đang làm càn hôm nay là niên hội ở thần gia ngươi chẳng những đã giết ngũ trưởng lão bây giờ còn muốn uy hiếp ta hay sao đại trưởng lão đứng dậy khi thế uy nghiêm lập tức tản ra hôm nay bọn họ đã hạ quyết tâm nhất định phải khiến cho thần phàm phải trả giá đắt đại trưởng lão ngươi không cần phải nói ra những lời quang minh chính đại như vậy các ngươi cũng chỉ là muốn ra tay với ta mà thôi bây giờ ta ở ngay đây có bản lĩnh thì các ngươi hãy lên đây thử xem cuồng vọng hôm nay ta là đại hộ pháp của gia tộc cũng là đại ca của ngươi ta sẽ chính tay dệt trừ ngươi thân ảnh của thần bá thiên trượt lóe lên xuất hiện ở trên diễn võ tràng tức khắc trường lực hùng hậu phá thiên mà đến kinh khí tầng thứ 9, hàn băng trường ầm vang một tiếng vang thật lớn phát ra từ phía dưới hai đạo thân ảnh không lùi mà tiến trường lực đối nhau cuồng phong gào thét đệ tử thần ra trợn mắt nhìn mồm há hốc cái này mới chân chính là quyết đấu giữa cường giả Thần bá thiên bá đạo, thần phàm tiêu sái, hai cỗ khí chất khác biệt từ trên người thần lão đại và thần lão nhị tản ra, người vốn dĩ hoàn toàn không để ý đến tình thân, như vậy thì cũng không thể trách ta, thần phàm trong lòng đã vô cùng thất vọng, những người ở trên đài cao kia tuy không ra tay, nhưng ánh mắt bọn họ đều hy vọng thần phàm bị dắt tài, chuyện cho đến bây giờ, còn có gì có thể nói, nhị đệ, ta chỉ muốn chứng minh, lựa chọn lúc ấy của phụ thân là sai lầm, tay thần bá thiên vung lên, trưởng kình càng ngày càng tăng, 15 năm trước, từ sau khi ngươi trở về vào 15 năm trước toàn bộ tâm tư của phụ thân đều đặt ở trên người ngươi bao nhiêu thiên tài địa bảo đều lãng phí trên người tên gia hòa ngươi tưởng rằng ngươi có thể mang đến vinh quang vô tận cho thần gia chúng ta nhưng ngươi đã làm được cái gì chưa ngươi cùng với đứa con trai phế vật của ngươi đều cùng một dạng chẳng những lực lượng võ hồn bị phong ấn thực lực lại càng ngày càng giảm thần gia ở trong tay ngươi mới trở nên bất hạnh như vậy hôm nay ta lấy danh nghĩa của gia tộc phế đi trước vị tộc trưởng ngày của ngươi thần bá thiên là võ sư đang ở mức cao nhất tầng thứ 9, thực lực không ngừng phóng ra còn sử dụng chiến kỹ của thần gia là lô hỏa thuần thanh phụ thân thần thiên nhìn thấy phụ thân bị rơi vào thế hạ phong thì không khỏi lo lắng lời nói của thần bá thiên cũng làm cho hắn sợ mất mật võ hồn của phụ thân bị phong ấn là người nào đã phong ấn võ hồn của phụ thân phế vật người đã giết thần võ ta nhất định phải giết người. lúc này trên diễn võ tràng thần nguyệt cũng bắt đầu gây khó dễ với thần thiên dung nguyệt ngân vũ bộ nhanh chóng lao đến nhưng rất nhanh có một thân thể uyển chuyển ngăn cả nàng ta lại có ta ở đây ngươi đừng mơ có thể ra tay với tiểu thiên tuyết lạc hề vậy hôm nay ta sẽ giết tiểu tiện nhân nhà ngươi sư huynh sư tỷ giúp muội đột nhiên thần nguyệt dịu dàng nói với hai đệ tử của lạc hà môn sư muội chúng ta giúp muội hai đạo thân ảnh lập tức xuất hiện trên chiến đài sư muội do nữ nhân này cho ta đi đệ tử lạc hà môn chính là võ đồ tầng 8. trong thế hệ này chỉ sợ đây là nhân vật lớn ở lạc hà môn tiểu thiên đệ mau đi đi tuyết lạc hề lo lắng tiểu tạp trùng hôm nay ai cũng không thể cứu được ngươi thần nguyệt bùng lên lửa giận mở võ hồn ra sau lưng nàng là chiến hỏa cuồn cuộn, thuộc tính hỏa, lại là thuộc tính võ hồn, thuộc tính của thần nguyệt là võ hồn, trước kia khi thần nguyệt kiểm ta rõ ràng là vũ khí võ hồn, bây giờ lại còn có thuộc tính hỏa, đây là song võ hồn, thần gia ta không gì là không thể, không ít hộ pháp trưởng lão ồn ào cười ha ha, các tộc lão có lập trường không vững khi nhìn thấy thiên phú của thần nguyệt bộc lộ ra đều rung động thật sâu, tất cả tâm tư đều thu vào, liệt diễm tật phong, lúc này, thần nguyệt mới thực sự thể hiện ra thực lực chân chính của mình vốn là nàng dự định đến cuối niên hội mới thể hiện một chiêu kinh người không nghĩ đến tình huống lại phát triển nhanh như vậy nhưng mà cho đến bây giờ nàng cũng không cần phải che giấu nữa hỏa diễm quay nhanh quanh thân giống như tật phong liệt hỏa mãnh liệt lao đến nghênh phong đạp tuyết thân pháp của thần thiên bỗng nhiên biến hóa kỳ diệu tránh né liệt diễm tật phong của đối phương một cách xảo diệu thần nguyệt đã sớm chuẩn bị xoay người tung ra một trường liệt diễm bạo ẩm vang hỏa diễm hình như nhận định được thần thiên chỉ nhằm vào thần thiên mà đến uy lực mạnh bạo làm chấn vỡ mặt đất toàn bộ diễn võ chẳng đều tràn ngập bụi đất mịt mù tiểu thiên bạn đang xem đại lục linh võ được thuyết minh tại kênh youtube Di các phim thiên nhi đại trưởng lão bức thần phàm lui xuống đứng thẳng tắp thần thiên đã chết hôm nay có các đại gia tộc làm chứng gia chủ của thần gia ta chính là thần bá thiên đại trưởng lão các người đang mưu phản thần lão tứ nhìn về đám người thấy bọn họ đều lâm vào trầm mặc lúc này bọn họ hoàn toàn không dám mở miệng chỉ cần mở miệng chỉ sợ là sẽ rước phải tai vạ thần lão tứ thấy không có ai đáp lại hiển nhiên là đang thừa nhận lời của đại trưởng lão huyết khí liền dâng lên người các người tứ thúc không cần phải tức giận bọn họ mưu đồ đã lâu như vậy nhưng mà chuyện này đến cuối cùng sẽ như thế nào chỉ e không theo mong muốn của bọn họ rồi ngay lúc này từ giữa sân truyền đến tiếng nói mọi người nghe thấy tiếng nói mà nhìn lại thấy trong cái hố to mà liệt diễm làm nổ có một thân ảnh đang đứng vững vàng thần thiên không thể nào làm sao hắn lại không chết mọi người đều chấn kinh vô cùng võ kỹ kia làm sao có thể dễ dàng ngăn cản huống chi đây lại là tên phế vật thần thiên tốt lắm không hổ là con trai của thần phàm ta thần phàm ngửa mặt lên trời cười lớn tiếp tục lao vào chém giết đám người thần bá thiên phế vật không nghĩ vận may của người lại tốt như vậy nhất định không thể để người sống được ánh mắt thần nguyệt lóe lên tia độc ác trường kiếm vung lên giết về phía thần thiên trong lòng thần thiên cười lạnh ta đã nói rồi hôm nay nhất định phải bắt các ngươi trả lại gấp 100 lần sau thần võ thì đến lượt ngươi kinh tuyệt kiếm nhất kiếm tuyệt trần liệt diễm nhất kiếm nguyệt ngân vũ bộ nghênh phong đạp tuyết ầm 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 oanh bên trên diễn võ tràng toàn bộ đều là ánh sáng võ kỹ không ngừng hiện ra lộng lẫy tất cả mọi người thấy thần thiên có thể đối kháng với thần nguyệt thì đều toát ra mồ hôi lạnh điều khiến bọn họ chấn kinh là hóa ra thần thiên lại cường đại như vậy viêm ngục lúc này thần nguyệt phóng xuất ra toàn bộ khí thế của võ đồ võ hồn sau lưng cũng là quần cuội lửa đỏ là võ kỹ địa cấp không nghĩ đến thần nguyệt thế nhưng lại tu luyện võ kỹ địa cấp không hổ là thiên tài lạc hà môn ta thế mà lại tu luyện thành công viêm ngục một tên đệ tử võ đồ tầng chín của lạc hà môn lên tiếng khen ngợi Nhất Vũ Nguyệt Bộ, Tuyết Lạc Hề nghĩ trợ giúp Thần Thiên, nhưng nàng lại phải đối mặt với thế công của võ đồ tầng 8, không thể phân thần. Lạc Hề tỷ không cần phải để ý đến ta, hôm nay ta liền muốn tất cả bọn họ cùng mọi người đều phải biết rõ, Thần Thiên ta không phải phế vật. Thần Thiên quát lên một tiếng, khí tức võ sĩ tầng 8 đỉnh phong bộc phát ra, ẩn ẩn còn có khí thế đột phá, võ hồn mở, dưới sự chú mục của tất cả mọi người, hắc ám võ hồn sau lưng Thần Thiên hiện ra, chậm rãi hình thành chuôi kiếm màu đen, nhìn thấy thần thiên khởi động võ hồn lại có uy thế như thế sắc mặt tất cả mọi người đều hoảng hốt võ hồn thần thiên thế mà lại có võ hồn hắn ta thực sự là người dùng kiếm võ hồn những đệ tử gia tộc kia càng thêm chấn kinh trước đó khi thần thiên dùng kiếm bọn họ đã thấy kỳ quái nhưng nghĩ tới phế thể của thần thiên căn bản không có khả năng xuất hiện võ hồn hoặc là linh hải nhưng cùng thần nguyệt so sánh thì ở trong mắt tất cả mọi người thần thiên không hề đáng nhắc tới thần thiên phóng xuất ra võ hồn cả người phảng phất như cùng trời đất hòa làm một thể hắn lay động kiếm tân thủ trong tay lặng lặng đứng tại chỗ, tay mượn thế tay, kiếm mượn thế kiếm, mà võ hồn thì là muốn mượn nhiều thế của thiên địa. Lúc này viêm ngục của thần nguyệt đã thành, âm lãnh cười to, phế vật, ngươi thật khiến cho ta giật mình nha, bất quá hôm nay có làm gì thì cũng sẽ là ngày chết của ngươi. Viêm ngục, đi, liệt diễm cuồn cuộn, hóa chặt thần thiên, viêm ngục, tên như ý nghĩa, cho đến khi hỏa diễm cuối cùng hóa thành cho tàn mới có thể dừng lại, hỏa diễm kinh khủng bốc lên mà bay qua, lúc này thần thiên đột nhiên mở mắt, một tầng tinh quang kia như muốn phá vỡ cả tầng trời kiếm của thần thiên nơi tay quanh thân hiện ra một cỗ khí tức của ngạo giờ khắc này hắn chính là thiên địa hắn chính là kiếm các người thật sự cho rằng hôm nay là võ đài của các ngươi sao sai rồi đây là võ đài của thần thiên ta kiếm thập tam thức kiếm khởi phá thiên hoang một kiếm mang theo sự hoang tàn kiếm khí tràn ngập bá đạo kia phảng phất muốn xé rách tất cả mà uy lực đúng là trực tiếp vượt qua viêm ngục kiếm khí xé rách hỏa diễm kia ngay trên không trung hỏng bét thần người gặp nguy hiểm Lúc này đám người mới ý thức được thì đã chậm, tốc độ bọn họ cho dù nhanh hơn cũng không nhanh bằng một đường kiếm trên diễn võ trường. Phanh, thời điểm tử vong chỉ còn cách Thần Nguyệt một bước thì, một đạo thân thể thẳng tắp chắn trước người Thần Nguyệt. Nàng là đệ tử thân truyền của môn chủ Lạc Hàm Môn, là người mà phế vật nhưng người có thể động sao? Người của Lạc Hàm Môn ra tay rồi, nhìn thấy Thần Nguyệt bình yên vô sự, tất cả mọi người đều thở dài một hơi, nhưng ánh mắt bọn họ nhìn về phía Thần Thiên đều lộ ra sự rung động sâu sắc. Võ sĩ tầng 8 vậy mà có thể ra chưa đủ để dung chuyển kiếm kỹ võ kỹ địa cấp một kiếm vừa rồi kia nếu như không phải được võ đồ tầng 9 đỉnh phong đỡ thay thì lúc này thần nguyệt sợ là đã gương tiêu ngọc phẫn. hay cho một cái lạc hà môn hôm nay chính là chuyện nội bộ thần gia ta lạc hà môn các người cũng muốn nhung tay vào sao thần phàm không cùng thần bá thiên chiến đấu mà là bứt ra đi tới bên người thần thiên thần bá thiên cũng sợ thần nguyệt xảy ra chuyện trước tiên đến bên cạnh thần nguyệt nhúng tay vào thì như thế nào thần nguyệt chính là đệ tử thân truyền của môn chủ lạc hà môn ta là thiên tài ngàn năm mới gặp xong võ hồn, trước khi đi tông môn đã có lệnh, ai dám ra tay với thần nguyệt thì người đó chính là địch nhân của Lạc Hà môn ta. Người thanh niên kia đứng sừng sững, trong lời nói lộ ra kiêu ngạo và sát khí. Nghe như vậy, người thần gia hít sâu một hơi, thiên phú xong võ hồn bậc này của thần nguyệt tự nhiên sẽ được Lạc Hà môn chú ý, mà lại còn được môn chủ thu làm đệ tử thân truyền nữa, so với thần thiên lên tốt hơn gấp ngàn gấp vạn lần, hơn nữa người thanh niên này nói chuyện chính đại biểu cho lập trường của Lạc Hà môn, bọn họ đây là muốn nâng đỡ thần bá thiên a ánh mắt thần phàm ngưng trọng sau đó nhìn về phía toàn bộ các trưởng lão thần gia la hàm môn nhúng tay sự tình nội bộ thần gia ta chẳng lẽ các người cũng đã ngầm cho phép sao ánh mắt đảo qua mọi chỗ tất cả tộc lão đều không dám cùng thần phàm đối mặt thần bá thiên cũng đã lên kế hoạch tốt tất cả thập đại trưởng lão ngoại chỉ nhị trường lão không có tỏ thái độ ra bên ngoài các trưởng lão khác đều ủng hộ về phần hộ pháp ngoại trừ thần lão tứ cùng lão bát đang ở hoàng thành thì không có ai phản đối cả mọi chuyện nước chảy thành sông đều câm rồi sao thần phàm quát to một tiếng toàn bộ trên giới thần gia đều rung động trong một khắc này thần phàm đến lúc này ngươi còn muốn làm gì nữa từ khi ngươi trở thành tộc trưởng đến nay có từng tự hỏi rằng ngươi có từng cống hiến cho gia tộc chưa hiện tại chúng ta bất quá chính là vì tương lai gia tộc mà suy nghĩ bá thiên càng có thể đảm nhiệm chức vị tộc trưởng gia tộc này hơn ngươi cả thần gia yên tĩnh chỉ có đại trưởng lão mặt mày hấn hở nói ra một cỗ vẻ bi thương từ trên người thần phàm bộc lộ ra ông nhìn về phía hai đứa bé của mình lại lộ ra nụ cười thiên nhi tuyết nhi chúng ta đi thôi thiên hạ to lớn chỉ một cái thần gia mà thôi. Vâng, phụ thân. Thân ảnh tuyệt mỹ cùng thiếu niên cao ngạo kia theo sau lưng thần phàm muốn rời đi. Thần lão tứ nhìn về phía hài tử của mình, "Thần Nam, đi theo ta." Hào huynh đệ không có lời nói dư thừa, lúc này quyết định của thần lão tứ đối với thần phàm mà nói là niềm an ủi đáng giá duy nhất. Kết thúc tập này ở đây nha mọi người. Nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé. Cảm ơn mọi người.